Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong clip ngày nay bên Huấn Audio, mình sẽ test chiếc phân tần 3 đường tiếng mã mới của bên mình, dòng Bowie B301. Dòng Bowie phân tần này là bản nhỏ, đánh cho những dòng côn 65 đổ lại. Mình đây đang ghép con côn 65 của Hưu Sinh. Tí mình sẽ test để mời anh em mình nghe. Về cách đấu ghép con phân tần này thì anh em mình thấy ở đây, ở trên phân tần họ ghi bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Thì anh em mình thấy từ trái qua phải chữ chi bồ là đường tép, đường mid ở đây là đường trung, mid là trung và bát là bát, bát là và input là đường vào cái phân tần này và đường ra hậu loa của nhà anh em. Một trong những phân tần được sản xuất tại Trung Quốc, hàng chính hãng của Hua Xin. Đây là phân tần anh em nhé, và đây là cấu hình ghép với bát 20 của Hưu Sinh từ 140 côn 65, và mình ghép với một cái chung đường kính toàn vành 11 và một chiếc tép giấy đường kính 9,8 cm. Đó, mình ghép qua phân tần B301 của bên mình để anh em mình xem chất lượng của nó. Đây, bây giờ sau đây mình sẽ bật một đoạn nhạc mạng. Mình mới nghe thì đây là một trong những con phân tần để ghép cho những dòng loa cây loại nhỏ như này, hoặc là anh em mình bắt 25 nhưng mà côn nhỏ thì ghép bình thường anh em nhé, ghép bình thường. Vừa rồi thì mình đã ghép và sau đây mình sẽ báo giá cái phân tần này luôn. Phân tần sẽ có giá bán một đôi là 350.000 đồng anh em nhé, 350.000 đồng một đôi. Bên mình đã bao ship rồi. Đây là hàng phân tần được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Anh em mà có quan tâm đến dòng phân tần hoặc là dòng bát, dòng chung, dòng tép ở đây thì mình cũng báo giá luôn. Với loa bát Hưu Sinh thì là 1,7 triệu một đôi bao ship. Loa chung 11 kia lại rẻ, giá bán một đôi là 200.000 đồng bao ship. Còn loa tép giấy của BM nhá, hàng chính hãng BM, đường kính 9,8 cm, có giá bán cho một đôi là 250.000 đồng bao ship luôn. Anh em mình mới nghe và anh em mình có cảm nhận thế nào với dòng phân tần khi ghép với những dòng loa cây thế này? Anh em hãy cho ý kiến bình luận ở dưới video nhé. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như cần mua bán, xin gọi điện cho bên mình qua số máy 0904 612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.